hell? This thing never works. Run, run. Thank you.
Đúng vậy, cực kỳ dễ thương, vô cùng đáng yêu.
con là mau ngỏ dậy đi. Sao dễ thương vậy? Ông có chuyện gì vậy? Tên kia thật là khả nghi. Chết kia, ở đằng kia. À, cậu nó có mèo đen đó hả? Chẳng lẽ nó cũng đang thầm thương trộm nhớ cô mèo trắng ba cân đó hay sao? Cậu nghĩ như vậy sao hả Nobita? Đáng ghét thiệt, tên kia, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Mình sẽ cho hắn biết tay. À, cậu bình tĩnh lại đi mà. Mình thấy con mèo đen đâu có làm cái gì sai đâu chứ. Giờ chúng ta quay về trước cái đã. Bây giờ mình phải làm sao đây Nobita? Trước đó cậu phải kết bạn với cô ấy. Muốn dạy á thì ấn tượng đầu tiên phải thật tốt mới được đó nha. Cậu nói cũng có lý. À, nhưng người mình trầm lặng như vậy chắc cô ấy không đẹp nhìn mình đâu. Muốn như là hẹn hò với mình chứ. Mình nhất định phải làm gì đó mới được. Đẹp hơn người mấy. Nè, mới dừng tay lại đi mà. Cậu làm như vậy cũng không được gì đâu. Đừng có cản mình anh đâu biết ta. Hả? Có chuyện gì vậy? Tình yêu của Doraemon. Nghe có vẻ thú vị quá ha. Nhưng Doraemon ơi, cậu nói có thật không? Kết hôn là chuyện rất quan trọng, không thể tùy tiện nói như vậy được đâu. Đương nhiên là mình nói thiệt rồi. Nếu có thể kết hôn cho cô ấy mà cho mình ăn bánh trái thì mình cũng chấp nhận luôn. Cậu đang nói thật sao? Vậy ha, bây giờ chúng ta phải làm sao đây mọi người? Không biết nữa. Trước tiên tặng quà cho cô ấy đi. Nếu như muốn cô ấy đồng ý lời cầu hôn thì cũng dễ. Chỉ cần cậu có dũng khí của một đấng nam nhi. Thì ra là vậy, chị tặng cái gì mới được đây? Vì là mèo nên tặng cái gì hợp với mèo là được. Hay là Doraemon lấy gì đó thì mèo ở tương lai rất thích để tặng cô ấy đi. Đúng là ý kiến rất hay. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với máy bán hàng bách hóa ở tương lai của chúng tôi. Mình sẽ lấy tặng số tiền của mình đã dành dụm bấy lâu nay mua tất cả những thứ nổi tiếng nhất ở cửa hàng của cô ấy. Hết cái này mua hết luôn. Xong rồi. Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Cửa hàng bách hóa tương lai có khác nha, rất phong nhanh ghê. Chúng ta mà coi thử đi. Nước hoa quyến rũ nè, kẹo cao su nhiễm cá ngừ nè, trời bắt chuột nè. Wow, có nhà tình ai? Cậu nghĩ sao hả trai à? Hình như cậu ấy không có kêu chậm quà đi tải. Mình đúng là mèo mấy vô dụng. Không sao đâu, đừng lo lắng. Quan trọng là tâm lý của cậu mà. Không sao đâu mà, không sao đâu mà. Các cậu nói thiệt không? Thật mà. Tốt rồi, vậy thì may quá đi. Nhưng mà làm sao tặng cô ấy đây? Cô ấy đâu có chịu ra ngoài gặp mình đâu. Dùng cánh cửa thần kỳ là được thôi. À, đúng rồi ha. Nhưng mà nếu như cô ấy tưởng mình là một con trùng thì mình biết phải làm sao đâu.